này luôn. Ừ. Mà ngã đừng mà. Sao phải lại phi hỡi. Nè mà ngã lại tốn tu. Chắc hẳn. Hoảng thôi. Nó chịu tầm nó gần khô. Nghe mà bắt bình tu nhé. đâu mà không đợi hả? Để hơi đang chịu nhưng mà tiêu lo cái tiêu vừa tỏ cột tỏ vừa tiêu nó mà hồ hồ không có áp tải núm hai nhạn mà tao mình bám mà tao nọng à vẫn luôn xui dìm xui hả? Nãy choang rồi ồ phải ha choang vật hù à rồi tắt này mấy lồng à? Ôi, mấy lồng mình náo ta nó nhận cái này bèo liu mà không cái cận quân ôi choang mình cái tiểu tổng cô ấy phải không? Dạ. Mình tụt tiếng ấy. Cái tiểu hao đau đau à? Thế. Thế ớ, thế hao lại thì phí. Quái phí hởi à? Mà các bạn tu bụng. Tu bụng cả. Mình lo rằng là mình. Con canh được lắm. Làm thảo không cộng mà để thấy nhãn này luôn này khu hãy bò bám hai châu nhãn thì chúng tôi phải thăm mà mai bao hù mà cái nhãn này thăm này nè đấy mình đã đi trao mình đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè chân hay lại chân này kilo chân anh nhân bắt vậy tặng hàng lắm châm đủ rồi đủ tìm mai đây ôi nằm phải phít ba núm nồng mà ấy cái nồng mày nồng bóc đi à Nó phải ham hồ đâu. Nó phải ha. Đủ la. Nó mồm à. Dạ, làm gà. Ui, đi vô. Chuẩn thế nhỉ. Nó mà phải nấu. Nó phải nấu. Nó còn mày á. Là đúng. Màn cho ấy. Mà ôi ôi trời. Con hồng là hồng. Nàng gác vẫn đây. Yo. Úp. Này. Tiền tốt mà. Tốt này. Này. Ừ. Thế rồi. Hôm nay nóng hô tí nào. Đấy nha. Nó lại mầm mỡ. Mà lắm rồi mà. Đảo cũng đây. Chuyện một dành chưa không đấy. Đấy có con à? Căn la, tặng cho tặng. Tặng này. Cắt mỏng này. Nó đã hôi như thế. Ui, nó lại luôn má. Đó, giờ chưa lại. Đau thế đấy. Này. Nó mới phải hô tới. Cắt đâu. Mua tỏ, mua cay quá. Dơ ồ. Mua cay à? Nói bạn hô anh. Nó mới vật hô. Nó vật đùi. Nó cay. Không mày không gì mà cháu chưa à? Ui hô xin ở đó. Chắc bia tài à? Hút ảo vom mà đấy nha. Ui nhớ khủng hút tuổi. Dạ tổng tài không? Tổng hụt à. Họ sụt vòm. Không sụt vòm hả là? Mà cả. Ủa sụt vòm sao nhưng mà khu ai? Thôi chán. Tôi phải hay hả? Mình đắng á. cô. Lọ nào? Là hiểm lọ đây nào à? Là chạy cô. Lọ ta không tốn tôi đã. Nó đang đọc lại. Này. Quạt đỏ thôi chứ mẹ ồ này dùng đây rồi là phải hay là đó đó đang tại chỗ nhà tôi mà ui bé à trong phá lại cái phi hợi tu nào nồng nồng rủ gà nông nè mà cả ao gặp đến đôm tu thật hô gá phải phim mà có cái tăng nhãn ha. Ô, nó còn suốt nữa mà. Phải có. Nà mắng cả. Nếu nếm mai tống mình ổ nè. Mai tống mình. Ra lại đi. Ba nhãn nặng khu mà. Nằm đây. Ui. Ăn này đã khoai mày trúng bé hay à đi rủ xoa đó khô ai bé hay à không cho thả rồi đi thả luôn cái tổng khâu đã tải nó mẹ đâu à mà lá tôm tu nó kình tu nhưng mà ỏ tu hô đấy ấy em mày tha mày tành tha mày mày hoa mày à mày mình tôm này nó cũng không nhiều như đây miếng hải nhãn đài còn mình đài tao đó lại Ngọc Minh vẫn nó hải nhãn đi thật chua Thôi đây là ngon ăn hù liệu ổ. Nhiều xìa lô cho hạng. Bất thành hò. Tổng nào đã tu một chứa viên. Mua viên à? Mua bia viên. Đi làm cho cả chú nhận. Tôi cho hàng đã, cho thôi đã. Vỏ mặn hả ô? Liệu tùng ạ ô? Liệu ý mình mảng vom châu hạng ông chủ lại tôi chấm nó mà in nóm tù lá buồn ai ô hay đi sâu vào mùi túng này không liều rủ lắm vợ không lại cá nữa. ไปหน้านะ không được, nó não đó, mà không, chẳng hỏi tao mình mãi thôi, mà nó giảm tôi nha đừng phun ra. Mà nó được chết non. Được chết tàu. Được chết tàu. Chết tàu. Châu liều lại đó. Tao mình đó. Mấy vòng to màu. Ăn lắm bùa. Chả to. Bùa. Ăn này là tàng dần để cho. Ăn chứ. Đủ làn bác nhàn tu cứ chiến làm phía tao á, đủ tao tu ỏ. Nó bật phải tít nữa, phải như thế. Cái gì vậy? Mạng đâu? Nó cho xuống vào. Nó sạch im mà nào. Nó được bồn hay nào nhỉ? Phá. Mày cả tang hả? Cho cái vòng nó tàng nào. Mỗi người tụi nó nhận tiêu cả tảng này. Đấy, cho nó ra. Đó. khoảng 1500. In mày than mà ồ. In cho mà ta chẳng cây in hà hộp vậy. Cái cảnh hộp là? Hộp nó cái liều dài à. Ta hả? Hóa không thôi. Dạ, trời cũng tốt lắm đấy. Thật đi cho cái này đã. Một trăm một trăm. Mẹ ăn hàng thì tui đấy. Chấm đi nữa. Để hơi tàn luôn, nhà hàng luôn. Cái xia hả không? Và động thì ngon mà. Làm mắm nó làm đâu. Nó ngon rồi. Đó, người làm là nhẩm nè, bảo cũng quá ngon cả. Hỏng rồi hỏng. Mày thấy ở nhà hàng ô, hàng mày tham hả không? Ngon hả? Ngon kìa. Cái nhàng tham tỉ sẽ hên rồi. Không đã sẵn nhận thấy là nấm nhạn à, bêu à. Nhả, nhả hẳn như thế hẳn nha. Chẳng cùng thôi. Mau hả á? Đây là món bội nè. Trong bất tải quá. Nó chảy sành anh đây. Anh cháy. Rồi. Cho món này. Ô này không. Này. Ôi ôi, chồng ăn hoa à? Tập cái này kia giáp à? Cho suốt à? Thôi lại tôi mua ba. Mua ba. Bé mình tá là mình tối dòm lắm, cả mình kẹt lại. Ăn thế nào? Yeah. Nào em xào. Như thế lần ngang hay không? Là cái số dâm lộn ha. Đấy, thỉnh thỉnh nó đang ảo đâu đâu. Oh. Càng chứ càng. Ôi rồi, tựa à. Ôi rồi, tựa. Yep. Hả? Nó qua lại cái bữa hay là con bữa xếp hình. Ôi ôi, quá hùng bộ luôn. À, trời ơi, may quá. Tích đót. Mảng bật trao nha. Quang bùa quá mảng bật trao nha. Rồi na hoảng này em không? Đi đi không? Hả? Cũng có chả kêu một con này. Hôm nay đài ạ. Hôm nay đài. Bằng gà cho lại. Mày à, để lại. Mày tao luôn. Đi với mẹ. Nó mạnh rồi nè. Củ cán cho nó thang dạng mới hết. Kinh nhiều. Bia tàu. Nóng bia tàu tôi ạ, ta phá tưởng nó không? Ừ. Ta phá liều chứ hả nhả nó. Bia, bia tàu. Cái này tao cùi đã. Như đi ra. Đủ tầm đó. Đây này này, cùi này nhàn á. Hả chẳng à, cái này mãi tu cùi nhàn à này, cùi tầm nó phải. Mình nó rắn luôn. Nó rủ tầng ăn này nè. Ít kia hãy vẽ. Ôi à. Hay là Phương Hữu ăn đã. Ừ. chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép. Chất lượng cao đang lấy ngay, tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai lấy ngay, chất lượng cao lấy ngay, tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo các chìa khóa nhà, khóa tủ, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai nhân dân có ép lát tích, lửa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô. Chuột bấy được ở đây có chuột rừng không? Hay là chuột cống ở dưới cống rừng? Cái này cánh trắng gì thế này? Cái này là con mai. Cái này củ mai. Đào được có một tí. Trồng được, họ trồng được. Một phần nữa. Phải mà. Phải ý. Cái này hai cậu bé bảo không lấy về. Ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép lát tích, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa, khóa tủ, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có các được các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai các bỏ lại là những con có như này rồi. Ai các chìa khóa đây. Cái này nó ấy. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các được các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh. Không giật thấp này không phải thần kinh nó mà bị bên dưới này. Nó toàn đánh thương này, không đánh kim. Điệp bêu gì ăn nữa sao? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, nhân dân có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, tôi chuyên các chìa khóa, khóa tủ, khóa ô tô. Nó lặn không? Có đấy. Mày làm nhà mô, có cũng được hả? Ăn cái phí ông, ăn cái này. Nó vậy hay là không? Này con 3 cân nha. Bên đấy bắt điếu nhưng tay dưới tổ thằng hai lá tá. Chưa bán được con. Phải hại bớt tầm tầm đi. Bán hàng nha. Chắc nha bớt. Trên đường cao cân 7. Anh ấy làm nha, nếu chắc anh hết ngón với ngón là đấy. Anh ấy mình có ngón là đéo đủ ngón ké. Anh ăn để thuê chứ. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép giả bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép lắp tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chân độ cao lưới 2, số khóa tủ. Cháu là 6 cây. Chìa khóa đây. Hà đây. Phải không? Chẳng cười đâu. Các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Hôm nay nhiều người bán cái này đấy. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có ép lát tích, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các biệt các loại chìa khóa. Ai các chìa khóa đây. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân, có tủ, khóa ô tô, trên lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa, tháng ngày, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao. Ở đây cô đi. Cô kia là 30 cứng và cứ ảnh. Đấy cái mìa cân nhất. Cân nhất nào. Trung tâm ứng dụng các bạn ép tôi chuyên các chìa khóa, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các loại chìa khóa. Mỹ Lâm mày thắc đây bỏ đi. Tao chuẩn bị đi rồi. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới để bằng lái xe, chứng xe, chứng minh nhân dân, có ép lát tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên các chìa khóa. ra được không? nào, cái nào. Ôi dồi, trời ơi. Chút này ăn thôi mày ô. Lúc này chăn ở đây. Lúc này chăn ở đâu. Nào thế nào. Bản này mà cũng ăn. Nó này ăn ở đây. Bóng nó trôi này. Đây là con gì đây? Cả bóng. Khô nữa này. Tôi thấy ở đây này, nó trắng này. Ôi. Khôn thế này, sao nó cứ không cử động? Nhiều không? Thơm quá. Ôi, sao nhiều thế? Nhiều đây đấy. Ăn phải à. trên đó, đây trên này. Còn gì đây? Đi đâu? Sao mình trốn hết vậy? Ôi sao mày to vậy? Được rồi. Ít cái gì đấy. 1000, 5000, 1 chiếc áo cho các cháu thì không bao giờ đúng không? Đó. Anh nào, chị nào, cô nào, chú nào, giá thì em đã xả rồi, giá sẽ hết cái này không? Cái này 100.000 cơ. Đi đi vậy. Được, hàng độc đấy. Giá thì em này các bạn là giá thì em như cho luôn. Đúng không? Cái này là 90.000 thôi. Còn cá bé là 80.000. Cái này mà hôm mà là cháu nó không mang đồ. Là anh thấy bác là anh ăn thầu ai chết 80 80.000 cá nhỏ còn con to thì 90. Cá này nó già lắm rồi, cái này mua trên 100 được không? Hai người chơi sai đấy à? Lớn thôi, lớn hay thả. Cá con. Bé, cái con to hơn từ gì? Chép bé gần bao nhiêu đấy? Chép bé 80. Con to 80 bán cho anh ấy. Đấy, con 80 á, để ấy quá 90. Cái này cân con này cân 2. Có cân 2 không? Cân dưa, cân dưa 100.000. Chúng ta 117.000. Rồi. Miền Hải à? Một chiếc áo con và đấy đấy anh ơi, nó 80 thôi mà. Đây tớ gần như là kết hôn. Con đấy hả? Một chiếc áo con hả? Con hả? Đây hả? Đấy. Đăng ký gái xem. Con chưa khi mang mai cháu lại mang đi lên. Cô đấy được ăn một lần bây giờ gọi số. Con này bỏng lưỡi chứ. Ủa, cái này là cũ rồi, video cũ rồi. Tờ nó mi nữa, tờ mi. Đấy, xếp ta. Anh có tiền lẻ nữa em. Được bao nhiêu em ơi? 80. Lúc nãy em bảo họ rồi đấy à. 2 cân 2. Chừng nào một cái là 260.000 bây giờ xuống còn 189.000 bây giờ xuống 90.000 một chiếc áo không ơi? Đúng 190.000 buổi chiều ngày hôm nay đúng không? Ăn tiêu thì rất lớn, ăn tiêu quá nhiều mà sắm sửa một cái áo đúng không? 5.000. Cá này cân bao tiền? Đúng không? 5.000 một chiếc áo thì em cầm đi cho. Cái này 100.000 chưa? Cái này 100.000 đấy, anh lấy 2-3 cân. Cái 100.000 thì một cái áo ra. Đấy, chim bồ câu hay là chim cu? Đúng. Giá em gần như cho luôn, anh chị có gì bao nhiêu giá gần như cho luôn. Đúng. Hàng nhà Trung Quốc, anh nào, chị nào, cô nào đi chợ buổi chiều ngày hôm nay. Đúng. Đi chợ buổi ngày hôm nay. Đúng. Nọ cháu còn mang đi tận lắm. Anh nào, chị nào. Không chưa, cái này 370 chưa? 370 150, cái này 100. Không cần chưa? Hàng em không cần. 100.000 một chiếc áo này là giá tối đa tồn không còn một cái gì. Đúng là các cụ ta đi nhặt. Em cá vô đây. Ai mua cũng có rất nhiều mình không là chả. 5.000 một chiếc, 1 chiếc áo 5.000 đến nay chỉ bao nhiêu cá một áo không gì mà như cho đây là 1 áo như thế này là 280.000 triệu, 280.000 xuống còn 100.000 các chị nghĩ như thế nào? Đúng, đây như thế nào đấy, 240.000 mà bây giờ xuống còn có 120.000, đúng không? Đó, các bạn xuống tầm 3 bá. Tiếp tục vẫn nhớ là phải quả lên. Vâng, như cho luôn. Lắp về một chiếc luôn ăn gì này? Lắp về, hai về một chiếc luôn. Đúng không? Đó, tạm biệt. Đó, tiếp tục cá lú đây, ai mua bóng gió, mua bờm nào, đúng, ai mua nước mắm tôm, lép mua cá lú đây, ai mua bóng gió, mua bờm nào, ai một chiếc tay dùng như thế nào là một chiếc, đúng, đấy, đây như một cái áo trẻ con. Bác luôn không? Có thể làm thốt được đấy, ui giời thoải mái. Cái này nhà mùi mình banh cá quá. Cái này nhà chị làm mà. Nó có bụng không? Nó bụng to không? Nó còn bằng nhiều nhỉ? Cân bao nhiêu nhá? Chị ăn 20.000. Cân 20.000 á? Cân à? Đây 20 nhỉ? Em 30.000 tất cả. Ai làm thế? Nhà mình lấy 30.000 nhá. Đâu cái bán nào ạ? Bao nhiêu này? 30 đấy. Em cứ trả giá 50 chờ mình giá gốc. 5.000 sắp to rồi nhiều. Ở ngoài em 10.000 đấy. Ở dưới Bắc Ninh nhé. Có một miếng nó có khoảng 2 phân vuông ấy. Hai bìa, 2 mảnh. Tiền đấy luôn em bỏ ấy. Làm đi đuổi người ta. lát luôn. Cái nấu à? Là nay cũng chỉ men nước ngọt mà. Nay cũng trời. Nay mình bên đài thì làm cái để nghiêng cái này thì mình trụng mình mới đẩy vào đấy. Cho nó đúng to trụng lên được. Gọi này. Thế em trụng gọi thùng đi. Pin chưa? Vừa mới dậy đi làm gì ạ? Còn một nhiều vào trong giống giống. Đi về hướng hôm nay. Bao nhiêu cân đấy? Đi về tết bò. Về luôn. 27, 28. Mà chú tôi được chế bát nữa à? Y liều cả y liều cho mỗi nhúa nhúa đi làm đó lấy cái vỏ ra chứ lấy cái nồi mãi chăm được chế đâu nồi mãi chế hữu nữa bác là chìm chan ạ. Vâng, em bác tạm vào cái này. Chưa đủ đâu. Cái cá chị thấy. Được, em cho thêm à? Ừ. Đây, có một cái bao à? Đây này. Bao. Đó. Hay là đi xuống lấy bột này. Nó vỡ đôi ra thôi. Mịn thật đấy nhờ. Mịn quang hẳn. không hiu thật đấy. Chụp con nó hiu ngã tài mà hả? Thiếu này thế mà làm trộm chú rồi anh. Biết chưa các bạn? Quan trọng nhất này. Chị tìm có biết xúc chú cả chú chứ. Chú dạy mấy lần rất chắc mà. Bây giờ mới biết một tí. Chỗ này cho em muốn tận. Dạ. Phải rời ra đó. Đi ra phải rời ra. Cháu đổ ra phím giấm. Cháu sắp chật hởi rồi. Chỗ dây nó lòng mình gì là con bé giờ bực cả tạm. Cái gì chứ anh? Này, đi lông thủng rồi. Nó không được này, tí nữa. Chỗ cao su à, con vẫn đấy. Lại vào. Đi lấy đá bên lớp của chúng. 在流浪路太好吃了。Tiêu à, chén hoa á, chén hoa á, có nhiều chén hoa á, có lại thêm tài thế, quàng hệ lẩu hào. Chị luôn nó ổn lại bị hói đấy, chén hoa. Tao tí phải tổng thật hạng nữa. Mình ra khả năng bảo yêu vô vẹn của Sơn La. Vòng thai này thì ta nó vòng nữa. Ui. Quả cầu. Con như sáng như thế nhìn vô thì chẳng lẽ là một cái gì đó mình khó là hai cái miếng đấy một tầng phòng mẹ. Như em hay ta tầm má ô thì giết nhầm mà đi về ai tầm chỗ này có quang không khai này ta che chỗ cái kia che này cho cái cua non nhỉ không nhá cái ngọt ui vô đấy chỉ này không để được cái kia quang nhá. Cái chiều nhằn nó có con này mà để xin nhằn có buôn đủ chiều nhằn lồ tiếng này lồ tiếng này cái cục cục này nó thấy thấy vui cái đầu đấy nó cứ sáng lên God, can you hold you? Oh my God. Tặng tiêu à? Ôi là quan cảnh này. Em cho sần nó. Em cho sần. Cái đấy còn chưa trắng ấy. Luôn đấy. Nhận lắm, nhận hảo. Là từ là không. Nó sốt luôn nó tiền nhiều. Nó ba. Lấy dầu hệ nè. Thử tí ra nó mà. Đúng hả? Đúng quá à. Đây kia là cây hạt kim đào đấy, nó có kim đào gì? Cháu lại vào sao không vào tận đấy đi Bảo á? Bảo rất đấy. Nó tăng không? Chịu liệt đó. Bên nhiễm tổng mà. Một à. Đấy, chị nghĩ. Ôi nhiều tiểu nhà luôn. Tên phun thô à? Phải dưỡng nó. Cái này lẩu phơi. xuống. Kim cái này mà Kim hết rồi đấy. Tí điện cho Hương làm. Con ăn đấy, con uống cả chai sữa mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, dép con lên. Bây giờ thôi chứ còn điều thôi như trang sạc riêng mà có để bao kiểu hát khá lon là mình làm nhưng không có tạp tiêu không ai đau hiểu quá không phải dễ luôn cái này mà lo dễ tao nó chở lo dễ này rượu chuối ngâm chuối hột này đau nè người có bệnh không uống nhiều nhá rượu đau còn bảo là rượu đau bên ngon người có bệnh không uống được mình không bảo không được như vậy đâu đau mà không đó người làm giáo viên kinh nghiệm hay bên bản quốc bản quốc người làm giáo viên bản quốc đây là người làm không được đấy mà ai đấy cái này đến nhà nhà nó mới đấy bây giờ bạn bố giúp cô mình được bán hả đây với cá chuối cá lố lắm toàn những khu đang đâu cá gì mày cứ mua lấy gì mà dùng thế là nó mình ngoài kia đủ ở trong làm xe tập à đây điều hộ luôn này cả một khóa hiểu không? Cảnh lấu này, điều đao thì bao tiền một lít? Đúng rồi, mình không bao tiền lít. Chai này là 40.000 đã. Mình trả được á? Điều đao mà. Sao đao có 40.000? Đao này nó không ngâm gì nữa cả khác. Cái này đắt ở cái này ngâm ở cái ấy nó khác. Ngâm ở cái ấy á? Ngâm ở cái đắt ở cái hà cái chuối này. Nguy hiểm nhất là ngâm ở cái ấy cho mình sợ. Đắt ở cái chuối. Đúng rồi. Đó, cái gì? Ở trên bà bố là toàn là làm men lá thôi. Rác. Hôm đây có đây chốt được trời đấy à? Không cả. Em toàn vào rừng nổi nên không gặp được cả. Sao à? Có được thứ không? Đó. Nhưng mà có mà. Giật. Có gà chứ không? Tham không thành khoáng không khoáng mấy chỗ không khoáng mấy tính mình quá cặp ngon. Anh này đấy. Nó đi dưới nó mang bắt lại được không? Được mà. Này không sạch. Đây cái chỗ ca thử đó đưa cho bác uống không? Không thử đây, cháy được đấy. Có cháy cho ông quá à? Ừ. Có cháy bằng tiền. Đây này. Tao nó không mà. Vâng, cái này 2.000. Chắc khoảng này. Cái nhưng mà 26 thế uống nó có đau đầu không? Không đau đầu. Nếu mà uống vào ngủ say nếu mà thì sao là uống? Bây giờ chưa có ăn cái gì đâu. Không thử một tí xong say được cô. Đấy là ngâm thôi. À có ngoài chán. Ồ, vừa đấy cô kêu này chạy hăng đây. Nghĩa đâu phải không? Cô cứ bà ấy một hớp là say luôn, một hớp say. Lên sâu còn có đấy nặng hơn một tí nữa. Cái này là phụ nữ thôi. Vâng, cái này nhẹ quá. Thấy bạn ấy uống hồ có chai để em đâu đi bán à? Chắc cái cái đã không phá đấy. Bạn này đi không mà chúng cắt ra bé về đi. Được chưa? Lúc là các à thằng này chỗ này hải nó cũng có hai nghìn không nào cũng mà mình ăn thăm này cầm về cầm bớt củi lá nốt hai chai đấy để lấy về ngâm rượu. Ờ đi đi người ta là chơi trong phải. Sao lại uống nha uống thuốc lắm đấy. Này ngâm thì không là tiền cắt 5.000 là cái là 5.000 hai bó nhỉ. Nó bao nữa. Nó bao mới chứ nữa đó. Nó bao là nó hơi lạnh. Nó bao nhau hơi cứng. Các em tìm một con răng. Nó thấy ngon rồi. Nó bao. Alo. Xẻ ra lá nó to. Mình cứ tỉa lá về băm cho vịt cho lợn người ăn ngon. Thấy ở đâu thấy ở đâu? Đấy bao nhiêu tiền này? Có 5.000 thôi. Đất. Nè, cái này là bao nó trồng nhỉ? Nhưng bán rượu cũng được hơn triệu đấy chứ. Này mang về trồng thôi. Nó dần choáng ấy. Con uống bạn lên xưa. hết rồi. Ăn đi. Đấy. là lông hơi ồ. Nhưng mà nhiều điều tê hồn là tại điều từ mình đấy. Mai mãi tham mày là mã bà anh ngọc. Em tên là thôi không son bị thòng. Phun cái tôi. Một cái mà. Làm của nó khu nhất là có làm tao mình chỗ cần nấu canh luôn thế nào thon chú ý mẹ biểu cổng tha mày biểu cổng mà mẹ biểu cổng mà tha mà chỗ này nãy cơ cô tay ổ khâu tay nhau khâu hoa hạt tàn nhìn lại ông à hoa hoa hạt tàn nhìn lại mày túng như lại ổ rụt đọa ơi lỏng nhìn dậy xuống. Tụi bụng lại cao lống tập dày tập ơi ơi đi chào tập chào à nó có nhận nhiều tháng chờ tháng nữa cháu tăng cháu cao hoi dạ em mặc anh đi cú cái nó rất là cùm một con lại là có một con cái tôm gì đó này cái câu này cái rang này ôi con cua nhỉ. Con hổ là kích lắm chợ ngon đấy nha chợ hoa là tham tiền ya hiệt đấy, đi bẹ à? Có ít bẹ luôn. Đi bẹ này. Thôi này. Đi bẹ. Khâu ốp. Ya đấy. Hiệp à? Bắt bình tu nhỉ? Hai phun dừa đảng không? Ông à? Ông lớn lắm đấy. Lớn luôn. Được rồi. Trong bán thì có người cây phi thì nó khác vậy. Cái này cân 10.000. Mình bán rẻ nó không quá được. Cả nhà là cân này cân 10.000 đấy con. Cân 10.000. Ở đâu tao chẳng có nào bỏ lên chị ơi. Đâu là nguyên. 20.000 thôi mà. Về thái, cho mày đá. Lá nghe nó không được à? Bà tại đi. Nào ở tại sao bà ơi? Đấy cũng là cái gì tôi bác hãy tranh thủ để xem mua hàng để chọn hàng. Bạn đi cô. Mấy cái gì? Bánh đi chú ơi. Này cam chú. Lấy bánh đi. Cái nào không? Mấy cái nữa. 5 cái lấy bánh đảo. Thích cái gì không? Lấy cam không? Để em cân cam nhá. Đây đã gì lấy xong. À em bán cá. À. À lấy ở trên kia đây à? À. Ăn gì? Có bí nhỉ, ăn bí kiểu. Mày con alo. Đẹp hơn. Quần đấy vừa không? Ảo đấy nào. Đúng rồi, em quần này nhá. Đây. Chưa. Ủa là. Đấy là quần áo đen. Quần áo thì không đen. Dày hơn cái đấy. Cô khoảng mặc hạ mà. Mai ca hay vào đây mua quần áo lắm nhá. Thôi lấy một cái tạm thời đó. Chiều nay á, còn muộn mới về. Chờ vì ấy đã về. Đây anh thoáng thế chị vị. Lần sau em lại ghé ủng hộ. Và ủng hộ anh nhé. Ai keo dính rồi, keo dính rồi, keo mấy cái thẻ đây, cuốc rồi, cuốc rồi. Bad.